Hết dịch này anh sẽ về thôi. Em yêu ơi hiểu cho lòng anh nhé. Đại dịch hiểm nguy tổ quốc đang chờ đợi, để đất nước an bình y bác sĩ xung phong. Hết dịch anh về với em và con. Trận chiến chống Covid thầy thuốc là tuyến một. Không chỉ nhiễm Covid còn bao bệnh nhân khác, bác sĩ bệnh nhân phải dựa vào nhau. Đã là lính cụ hồ luôn biết đi đâu, người chiến sĩ áo trắng cùng bao màu áo khác. Trận chiến này không ai chủ quan được, em thấy không, thảm kịch hiểm nguy. Ơi Việt Nam, tổ quốc mình không bỏ ai phía sau. Chống dịch kiên cường phải như chống giặc, và em ơi tổ quốc đang cần. Hết dịch rồi anh lại về với em, say đắm bên nhau nụ hôn chiến thắng. Sẽ nói với em tình yêu dâng tặng, nếu chọn việc nhẹ nhàng gian khổ phần ai. Và em ơi cuộc chiến còn dài, trong trái tim anh có tình yêu đất nước. Phía sau anh mẹ con em vững chắc, càng hiểm nguy càng vững chi bền gan. Phải thắng trận này bằng bản lĩnh Việt Nam, phải thắng trận này bằng bản lĩnh Việt Nam. Hết dịch này anh sẽ về thôi. Em yêu ơi hiểu cho lòng anh nhé. Đại dịch hiểm nguy tổ quốc đang chờ đợi, để đất nước an bình y bác sĩ xung phong. Hết dịch anh về với em và con. Trận chiến chống Covid thầy thuốc là tuyến một. Không chỉ nhiễm Covid còn bao bệnh nhân khác, bác sĩ bệnh nhân phải dựa vào nhau. Đã là lính cụ hồ luôn biết đi đâu, người chiến sĩ áo trắng cùng bao màu áo khác. Trận chiến này không ai chủ quan được, em thấy không, thảm kịch hiểm nguy. Ơi Việt Nam, tổ quốc mình không bỏ ai phía sau. Chống dịch kiên cường phải như chống giặc, và em ơi tổ quốc đang cần. Hết dịch rồi anh lại về với em, say đắm bên nhau nụ hôn chiến thắng. Sẽ nói với em tình yêu dâng tặng, nếu chọn việc nhẹ nhàng gian khổ phần ai. Và em ơi cuộc chiến còn dài, trong trái tim anh có tình yêu đất nước. Phía sau anh mẹ con em vững chắc, càng hiểm nguy càng vững chi bền gan. Phải thắng trận này bằng bản lĩnh Việt Nam, phải thắng trận này bằng bản lĩnh.